nam em bị phạt 37,5 triệu đồng vì livestream ồn ào mạng xã hội. Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ, nam em bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phạt 37,5 triệu đồng vì ồn ào livestream. Chiều ngày 1 tháng 3, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nam em bị phạt hành chính do cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, tuy nhiên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Quyết định xử phạt được đưa ra sau khi Sở phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh mời nam em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Trước đó, Hoa Khôi liên tiếp tổ chức livestream gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, đề cập góc khuất showbiz, có phát ngôn nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nội dung của nam em bị cơ quan chức năng đánh giá gây ồn ào mạng xã hội và tiêu cực. Sở khuyến cáo nam em nếu tái phạm, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đại diện Sở cũng đề nghị bà nam em bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trước khi nhận quyết định xử phạt, chiều ngày 22 tháng 2, nam em lần đầu xin lỗi trên trang cá nhân, cho rằng bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân. Gây ảnh hưởng xấu đến mạng xã hội những ngày qua. Tôi không hoàn thành tốt việc học tập, yêu bản thân mà thay vào đó là bám chấp vào những tổn thương của quá khứ. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm với luật pháp, cô cho biết. Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nhận được nhiều phản ánh về sự việc. Cơ quan quản lý kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để có các hành vi, phát ngôn lệch chuẩn, vi phạm pháp luật nhằm thu hút người theo dõi, ông Hồi cho biết. Hôm 29 tháng 2, Ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024, cuộc thi Nam Em từng đoạt vương miện, cho biết cô sẽ không đồng hành cùng chương trình. Nguyên nhân do ban tổ chức nhận thấy Nam Em không phù hợp với tiêu chí, hình ảnh cuộc thi hướng tới. Theo đại diện chương trình, cuộc thi bị nhiều khán giả phản ánh không tốt trên mạng xã hội, liên quan tới những phát ngôn gây tranh cãi gần đây của Nam Em. Cô cũng từng từ chối tham gia các hoạt động của Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long. Nam Em, 28 tuổi, quê Tiền Giang, từng vào top 8 Miss Out 2016. Năm 2022, khi thi Miss World Việt Nam, cô trở thành nhân tố gây chú ý, hình ảnh và video đăng tải trên fanpage cuộc thi và các nền tảng mạng xã hội đều nhận tương tác lớn, thắng giải người đẹp truyền thông. Ngoài làm mẫu, đóng phim, cô còn đi hát với nhiều ca khúc như Anh Có Đang Lắng Nghe, Cùng Anh Đi Xa. Nhiều người nổi tiếng từng bị phạt vì phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội. Tháng 10 năm 2021, cơ quan chức năng phạt người mẫu Trang Trần, chủ kênh YouTube Trang Khàng, 7,5 triệu đồng với kết luận cô phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực trên mạng xã hội. Cô bị đề nghị gỡ bỏ các video có từ ngữ tục tiểu, đồng thời xin lỗi công chúng. Cuối năm 2023, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị thường có các đợt rà soát mạng xã hội, xem các tài khoản nào đưa quảng cáo sai sự thật, phát ngôn thiếu chuẩn mực. Bộ Thông tin Truyền thông cũng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hai danh sách, trắng và đen. Trong đó, danh sách đen, blacklist, gồm những người sai phạm, cơ quan quản lý không khuyến khích các nhà quảng cáo hợp tác, ủng hộ, từ đó giúp môi trường mạng ngày càng trong sạch. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.